chúng ta dạy và học trên Google Meet, ta có thể thay đổi bố cục của giao diện bằng cách nhấn vào mục ba chấm và chọn thay đổi bố cục. Google Meet hỗ trợ cho chúng ta bốn bố cục cơ bản là tự động, xếp kè, tiêu điểm và thanh bên. Như bạn thấy là giao diện sẽ thay đổi tùy theo dạng bố cục mà nãy giờ mình đã chọn. Và bạn có thể tùy chỉnh bốn dạng này sao cho thích hợp và trong những tình huống cụ thể. Ví dụ, nếu như mình đóng vai trò là giáo viên giảng dạy, chúng ta cần quan sát tất cả các học sinh trong lớp học khi mà chúng ta đang giảng dạy, thì khi này bạn sẽ chọn vào chế độ là xếp kè. Đây là chế độ hiển thị nhiều học sinh trong giao diện nhất và số lượng có thể lên đến 49 học sinh. Tuy nhiên, chúng ta thấy ở trên giao diện khi mà chúng ta hiển thị thì gần như chúng nó không hiển thị hết được số lượng nếu như số lượng nhiều quá. Một tip nhỏ trong tình huống này là bạn có thể nhấn Ctrl cộng với lăn tụt xuống để chúng ta có thể nhìn thấy nhiều hơn học sinh. Đấy. Và thực chất đây chính là chế độ zoom in và zoom out, tức là chúng ta sẽ phóng to hoặc thu nhỏ cái giao diện của cái Google Meet thôi. Và tỷ lệ phóng to và thu nhỏ thì bạn có thể thấy rõ ở chỗ này. Và khi này thì tùy thuộc vào cái điều chỉnh của ta thì ta sẽ nhìn thấy camera của nhiều học sinh hơn hoặc là ít hơn. Còn trong tình huống mình đóng vai trò là một học sinh và khi giáo viên chia sẻ màn hình, ví dụ trong trường hợp này là giáo viên chia sẻ file PowerPoint thì giao diện thường khá nhỏ và nhìn không rõ. Khi này chúng ta muốn phóng to màn hình, ta sẽ nhấn vào mục ba chấm và chọn tùy chọn là toàn màn hình. Tiếp tục, ta sẽ nhấn vào phần ba chấm và chọn thay đổi bố cục và mình sẽ để ở dạng là tiêu điểm. Rồi chúng ta sẽ nhấn vào mục này để thu nhỏ cái khung này lại. Khi này bạn sẽ thấy phần giao diện mà giáo viên đang chia sẻ đã nhìn rộng hơn. Tiếp tục thì chúng ta sẽ nhấn Ctrl cộng với lăn chuột xuống. Chúng ta sẽ nhìn thấy giao diện lại càng được rộng hơn và nhìn rõ hơn rất là nhiều. Như vậy là video vừa rồi mình chia sẻ cái cách mà chúng ta có thể thay đổi bố cục cũng như một số tip nhỏ để chúng ta có thể chỉnh sửa cái giao diện sao cho chúng ta có thể nhìn rõ hơn và rộng hơn. Hy vọng những mẹo mà mình vừa chia sẻ sẽ giúp ích phần nào đó cho các bạn. Xin chào!